Vinicius Junior, ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2024, đang đứng trước cơ hội trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử. Thế nhưng kèm theo đó là cái giá mà tài năng mới 24 tuổi phải trả là không hề nhỏ. Bởi nghe kiểu mua bán sặc mùi Mỹ Kim thế này, ắt hẳn chỉ có các dân chơi Ả Rập Xê Út theo được. Vậy Vini sẽ quyết định ra sao khi đứng trước việc đánh đổi cả chặng đường đỉnh cao ở phía trước hay nghe theo tiếng từ bài toán kinh tế? Ngay bây giờ, hãy tìm câu trả lời qua bản tin chuyển nhượng hôm nay nhé! Liverpool vỡ mộng chiêu mộ Zubimendi. Zubimendi là mục tiêu theo đuổi của Liverpool trong nhiều tuần qua và đại diện Premier League đã cố gắng chốt hạ được hợp đồng với nhà đương kim vô địch Euro. Phía Real Sociedad cũng kỳ vọng cầu thủ 25 tuổi sẽ đồng ý chuyển đến Anfield ở hè 2024. Tuy nhiên, ở diễn biến mới nhất, Zubimendi đã từ chối Liverpool để tiếp tục gắn bó với Sociedad với ràng buộc hiện tại còn thời hạn đến năm 2027. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tuyển thủ Tây Ban Nha có một tình yêu vô điều kiện với Sociedad và sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ này. Trước Liverpool thì hai ông lớn khác là Arsenal và Barca cũng theo đuổi Zubimendi, song đều bị cầu thủ này từ chối. Trong hợp đồng của Zubimendi với Sociedad có điều khoản phá vỡ trị giá 60 triệu euro, yêu cầu phải được thanh toán đầy đủ. Đây được xem cũng là một rào cản không nhỏ. Liverpool đã xác định một cầu thủ số 6 mới là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ ở hè 2024, trong bối cảnh các trụ cột là Jordan Henderson và Fabinho đã ra đi vào hè năm ngoái, trong khi Thiago Alcantara thì đã giải nghệ vào tháng 7. Juventus chốt thỏa thuận mua nhà vô địch Copa America. La Gazzetta dello Sport và Corriere dello Sport đưa tin, sau thời gian dài đàm phán, Juventus đã tìm được tiếng nói chung với Fiorentina trong thương vụ Nicolas Gonzalez. Cuối cùng, The Viola đã đồng ý để tiền vệ người Argentina đến Juventus với mức giá 30 triệu euro. Hai bên đã đạt thỏa thuận sau cuộc gặp gỡ giữa giám đốc Cristiano Giuntoli của Juventus và giám đốc Daniele Prade của Fiorentina tại Tuscany. Tuy vậy, Juventus sẽ phải chờ thay vì được công bố luôn bởi Fiorentina cần tìm người thay thế trước khi để Nicolas Gonzalez ra đi. Hiện tại, The Viola đang đàm phán chiêu mộ tiền vệ Albert Gudmundsson của Genoa. Sau khi hoàn tất thương vụ này, đội bóng áo tím sẽ để Gonzalez tới Turin làm thủ tục kiểm tra y tế và ra mắt câu lạc bộ mới. Trước đó, Nicolas Gonzalez đã đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus. Tại sân Allianz, tiền vệ 26 tuổi này sẽ hưởng mức lương 3,5 triệu euro mỗi năm. Mùa trước, Gonzalez đã ghi được 12 bàn thắng tại Serie A. Tiền vệ này không tham dự vòng chung kết World Cup 2022, nhưng đã cùng với đội tuyển Argentina giành 2 chức vô địch Copa America vào các năm 2021 và 2024. Chelsea nhận hung tin khi theo đuổi Maguire. Hàng phòng ngự của Chelsea đang cho thấy nhiều vấn đề trong giai đoạn tiền mùa giải. Dù sở hữu trong đội hình không ít trung vệ tiềm năng như là Axel Disasi, Levi Colwell, Toshin Adarabioyo, Benoit Badiashile hay là Wesley Fofana, thế nhưng vẫn chưa có cái tên nào khiến huấn luyện viên Enzo Maresca thật sự yên tâm. Do đó, đã có tin đồn rằng The Blues muốn đưa Maguire trở về sân Stamford Bridge để gia cố khu phòng tuyến. Trung vệ của đội tuyển Anh là sản phẩm trưởng thành từ Lord Cobham nhưng đã quyết định chuyển đến Crystal Palace để có thêm thời gian thi đấu. Tại đây, anh chơi thăng hoa và được gọi vào thành phần của tam sư tham dự Euro 2024. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Chelsea có thể tái hợp với Weahy khi Newcastle United cũng tham gia vào thương vụ này. Thông tin từ ký giả Fabrizio Romano, Newcastle United đang rất tự tin có thể chiêu mộ thành công trung vệ Mark Weahy với lời đề nghị mới nhất được họ gửi đến Crystal Palace. Dù vậy, nhà báo người Italia cũng cho biết thêm các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và đôi bên cần thêm thời gian để đạt được sự thống nhất về các thỏa thuận. Hàng thải của Arsenal cực đắt hàng trên thương trường. Arsenal muốn bán Eddie Nketiah và đã đàm phán với Olympique Marseille về một vụ chuyển nhượng tiềm năng. Cầu thủ người Anh đã đồng ý về các điều khoản cá nhân với đội bóng Ligue 1 và rất mong muốn động thái này thành hiện thực. Tuy nhiên, pháo thủ đang hướng đến mục tiêu đảm bảo một khoản phí chuyển nhượng lớn từ chữ ký của Nketiah, vì vậy đã mở ra cuộc đua cho các đội bóng khác. Everton là câu lạc bộ gần nhất bày tỏ sự quan tâm theo tiết lộ của Football Insider. Everton rất muốn có được Nketiah vì kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League của Anh. Tuy nhiên, một báo cáo từ Football Insider cho rằng Everton khó có thể hoàn tất việc ký hợp đồng do những hạn chế về tài chính. Báo cáo chỉ ra rằng, mặc dù Arsenal đã đề xuất một thỏa thuận cho mượn kèm theo nghĩa vụ mua đất, nhưng Everton có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu này. Do đó, hiện họ đang tìm kiếm các lựa chọn cho một tiền đạo giá cả phải chăng hơn để củng cố đội hình của mình.
Vinicius Junior có thể gia nhập Ả Rập Xê Út với giá không tưởng. Các báo cáo xuất hiện gần đây cho biết tiền đạo người Brazil đã nhận được sự quan tâm lớn với những lời đề nghị béo bở để rời Santiago Bernabeu đến Trung Đông chơi bóng. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối. Dù vậy, theo thông tin từ ESPN, Vinicius Junior và đội ngũ của mình vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ ý định đến Ả Rập Xê Út. Quỹ đầu tư công PIF tại quốc gia Trung Đông sở hữu 75% vốn của 4 câu lạc bộ Al Ahly, Al Ittihad, Al Hilal và Al Nassr đang đàm phán với Real Madrid để ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil. Vinicius được coi là mục tiêu mới trong kế hoạch mở rộng bóng đá đầy tham vọng của đất nước này. Ý tưởng là Vinicius sẽ trở thành đại sứ của đất nước Ả Rập cho World Cup 2034. Chính vì thế, các phái viên thuộc quỹ PIF đã tiếp cận đội ngũ của cầu thủ người Brazil và đưa ra lời đề nghị hợp đồng ban đầu bao gồm mức lương hàng năm lên tới 350 triệu euro. Vinicius không hẳn từ chối lời đề nghị từ Trung Đông và vẫn duy trì khả năng đạt được thỏa thuận gia nhập quốc gia này trong tương lai. Những người thân cận của Vinicius tin rằng nếu thương vụ chuyển nhượng được thực hiện, Real Madrid phải mềm mỏng hơn và đàm phán mức phí thấp hơn điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỷ euro. Vinicius luôn khẳng định rằng anh muốn dành toàn bộ sự nghiệp của mình tại Real Madrid với tham vọng giành quả bóng vàng, nhưng trong tương lai thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Man City và Liverpool tranh nhau nhà vua C1. Cầu thủ người Brazil Rodrigo đã nhiều lần được liên hệ chuyển đến Premier League sau khi Kylian Mbappe đến thủ đô Tây Ban Nha. Điều này sẽ tác động đến những thành viên hiện tại của Los Blancos. Mundo Deportivo đã tuyên bố Man City có cơ hội chiêu mộ Rodrigo từ thời điểm Real Madrid dốc sức mang về Mbappe. Báo cáo cũng nói rằng Liverpool có quan tâm đến việc mua tuyển thủ Brazil và sẽ ở đó để cố gắng nếu có cơ hội. Hiện Rodrigo vẫn tập luyện cùng với đội 1 khi mà đội của Carlo Ancelotti sắp đối đầu với Atalanta tại siêu cúp châu Âu vào ngày 14 tháng 8. Trong khi đó, Man City rõ ràng sẽ cần thêm viện binh trong bối cảnh đã để Julian Alvarez gia nhập câu lạc bộ Atletico Madrid với giá gần 100 triệu euro. Chia sẻ thêm thông tin về thương vụ này vào thứ Bảy, Pep Guardiola cho biết: "Tôi không thích ra lệnh cho các cầu thủ phải làm gì. Hợp đồng thì tốt, nhưng chúng có thể bị phá vỡ. Nếu bạn không vui, tại sao bạn phải ở đây?" Barca hết cửa chiêu mộ Nico Williams. Kế hoạch chiêu mộ Nico Williams của Barca nhiều khả năng sẽ tan thành mây khói khi tuyển thủ Tây Ban Nha mới đây đã nhận số áo được xem là quan trọng nhất với bất cứ đội bóng nào. Barca đã liên hệ với những người hùng của Tây Ban Nha tại Euro 2024, đó là Dani Olmo và Nico Williams trong thời gian gần đây. Gã khổng lồ xứ Catalan được cho là đang tiến tới việc hoàn tất thỏa thuận với Nico Williams khi sẵn sàng đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 58 triệu euro của ngôi sao đang thuộc biên chế Bilbao. Tuy nhiên, thương vụ này nhiều khả năng sẽ thất bại khi những động thái mới nhất cho thấy đội chủ quản Bilbao đang quyết giữ Nico. Cụ thể, trong một đoạn clip mới được đăng tải trên trang Twitter chính thức của Bilbao, đội bóng xứ Basque đã trao cho cầu thủ này chiếc áo số 10. Đây có thể coi là số áo quan trọng với mọi đội bóng trên thế giới, cho thấy nhà đương kim vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha đánh giá rất cao Nico Williams và coi anh là hạt nhân trong hành trình đưa đội bóng vươn tầm. Ở Bilbao, họ tin rằng Nico sẽ ở lại và muốn anh trở thành trụ cột của đội bóng trong mùa giải mới. Đó là lý do tại sao Williams được trao chiếc áo số 10, nâng cấp từ chiếc áo số 11 mà anh mặc ở mùa giải trước. Người thừa hưởng lại áo số 11 của Nico sẽ là tân binh Alvaro Giallo. Và đó là những thông tin chuyển nhượng hấp dẫn có trong thế giới túc cầu 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like và đăng ký fanpage để cùng cập nhật những tin tức hot của thế giới túc cầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin tiếp theo.